Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận trong những ngày FIFA Day. Chuỗi ngày Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn cầu thoải mái gom quân từ các câu lạc bộ làm nhiệm vụ quốc tế, gồm các trận gặp Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 đều diễn ra trên sân đối phương. Hai trận gặp Trung Quốc và Uzbekistan diễn ra ở Trung Quốc, còn trận đấu với Hàn Quốc diễn ra ở xứ sở Kim Chi. Đội tuyển Việt Nam cực kỳ bận rộn trong những ngày FIFA Day tháng 10, ảnh Đỗ Minh Quân. Trong khi đó, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay Thái Lan chọn châu Âu là nơi du đấu. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng sẽ gặp Georgia ngày 12 tháng 10 và gặp Estonia vào ngày 17 tháng 10, đều trên sân đối phương. Đội tuyển Malaysia thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 10 trên sân nhà. Ngày 13 tháng 10, Malaysia sẽ đối đầu với Ấn Độ, còn ngày 17 tháng 10, đội bóng của huấn luyện viên Kim Pengon, người Hàn Quốc, sẽ tiếp một trong hai đội Palestine hoặc Tajikistan. Về phía Philippines, đội bóng này sẽ làm khách trước Bahrain vào ngày 12 tháng 10. Sau đó, đến ngày 15 tháng 10, Philippines tiếp tục có chuyến làm khách trước Kyrgyzstan. Điều đáng chú ý tiếp theo, các đội bóng Đông Nam Á này đều chọn các đối thủ có thứ hạng cao hơn mình trên bảng xếp hạng FIFA để thi đấu giao hữu. Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc hạng 80, Uzbekistan hạng 75 và Hàn Quốc hạng 26. Đội tuyển Thái Lan sẽ sang châu Âu du đấu trong tháng 10, ảnh Siem Sport. Thái Lan hạng 112 thế giới, đụng độ Georgia có hạng 79 thế giới. Trong khi đó, Malaysia hạng 134 FIFA gặp Ấn Độ hạng 102, Tajikistan hạng 110 và Palestine hạng 97. Còn Philippines hạng 132 thế giới đối đầu với Bahrain hạng